yên tâm cái tha thiết tu tập của mấy con mà mấy con chưa có tới nơi tới chốn được. Nhưng cái lợi nó không có lợi, nó không lợi, phải nhắm vào cái mục đích sai lệch của đạo rồi, nó không đúng, cho nên thầy không muốn làm cái điều đó. Thậm chí như thầy biết mỗi câu hỏi của họ hỏi ra, thầy biết họ muốn biết thầy có thần thông ở chỗ đó hay không, thầy biết liền, nhưng mà thầy giả dở biết. Nghĩa là người mà tìm thần thông đến với thầy thì không bao giờ mà gặp thầy, mà cái người mà tìm đến cái sự giải thoát, làm chủ được cái sự đau khổ của kiếp người của mình, sanh già bệnh chết, thì vô đây thầy dạy mấy con sẽ đẩy lui được những chướng ngại, những cái thân bệnh của mấy con, để mấy con thấy cái hiệu quả đó. Rồi nó tuy ít nhưng mà nó có cái kết quả. Để lần lượt rồi mấy con sẽ đi tới thì cái lực của nó càng ngày nó càng đầy đủ trọn vẹn hơn, để rồi mấy con sẽ nhiếp phục được. Và từng đó thì các con sẽ thấy mình làm chủ được bệnh. Mà mình làm chủ được bệnh á, thì cái năng lực làm chủ được bệnh á, nó có đủ bảy cái giác chi, cái năng lực nó sẽ hiện đủ ra. Chứ còn mới đây thì nó chỉ phần nhỏ nó thôi, cho nên nó chưa có đủ. Sau khi nó đủ rồi thì mấy con đủ sức làm chủ sinh già bệnh chết và thực hiện tâm minh một cách dễ dàng. Nhưng mà cái giai đoạn này là giai đoạn khó, bởi vì cái ý tưởng, cái tưởng thức lực á, với cái ý thức lực á, nó gần như là nó hai cái nó song song. Nó song song như mấy con thấy trường hợp mà xảy ra, như một số người tu ở đây á, thường nó xảy ra như vậy. Mà nếu mà không có thầy trực tiếp bên nó không có phá được, thì đó là một cái điều rất là tai hại. Họ sẽ đưa đi đến vào cái bệnh thiền, chứ không phải là tốt lành gì. Cho nên do đó cần thiết có mặt thầy. Có mặt thầy, cũng như bây giờ mấy con không thiện xảo được, có mặt thầy thì giúp đỡ mấy con thiện xảo được đó. Thì vì vậy mà tới cái tập mà người tu sĩ và cư sĩ cần phải biết những gì đó, thì tới cái tập vừa rồi là tập 5, tới tập 6 thì nó có thêm những cái kinh nghiệm thiện xảo. Ở trong đó có một cái số huynh đệ của mấy con, người ta cũng có cái thiện xảo, bởi vì khi mà thầy giảng cách thức mà thiện xảo với cái bản thân của thầy, kinh nghiệm của thầy, nhưng từ đó người ta rút tỉa qua bản thân của người ta, qua cái trí tuệ người ta đã sáng tạo ra, thì cái thiện xảo đó làm cho người ta được an trú được, an trú được. Cho nên vừa rồi thì có cái chú Nam ở ngoài Hà Nội và đây tu đó, chú còn trẻ, chú cũng là một nhà khoa học của đất nước mình, nhưng mà chú còn trẻ tuổi mà chú ham tu. Chú vào đây thì chú cũng có trí tuệ, khi mà thầy dạy rồi, khi mà tu mà không an trú được, chú tư duy, chú suy nghĩ, rồi chú rút tỉa từng chút của cái hành động tu tập của mình đó. Chú nghĩ ra cách này, rồi nghĩ ra cách khác, rồi khi nghĩ ra như vậy đó, thì chú đến chú trình cho thầy, con nghĩ như vậy có thể an trú, thấy cái tâm của con nó an ổn, nó dễ, như vậy có đúng hay là không, nó có bị tưởng hay là không. Bởi vì khi mình nghĩ ra một điều đó, mình chưa biết chắc là cái đó là tưởng hay là không tưởng. Chỉ có một người thầy, người ta biết, người ta xác định được cái điều đó là do ý thức của mình hay là do tưởng của mình. Bởi vì cái tưởng, cái ý thức nó dễ lầm lắm. Cho nên ví dụ như thầy nói cái đề mục tu tập như cái cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô đó, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, không khéo các con sẽ nương thầy vào cái hơi thở thì các con sẽ thấy cái hơi thở chạy từ hít vô, các con cảm như cái hơi thở nó chạy từ ở trên đầu nó đi xuống tới chân, rồi từ chân nó chạy ra cái lỗ mũi mình nó ra, và cái hơi thở nó chạy qua chạy vô thì các con cảm nhận, không khéo thì nó sẽ một chút xíu nó sẽ tình tưởng, nó không dễ đâu. Cho nên khi đó thì chẳng hạn là bây giờ ví dụ như con nó cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, thì cái cảm giác mà toàn thân thì nó rất khó, nhưng mà các con sẽ tác ý ra một cái câu khéo thiện xảo hơn một chút thì nó sẽ dễ, cái cảm giác của mình nó dễ nhận hơn. Ví dụ như bây giờ sửa lại cái câu đó một chút để cho mình cái ý dịch, cái đặc tướng của mình nó dễ nhận hơn, thì mình sửa lại cái câu đó một chút xíu. Cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra, là khi mình hít vô cái thân mình nó rung động từ ở trên đầu của mình, ở trên mũi của mình nó rung động, các cơ nó rung động, rồi nó đi dần dần nó xuống tới chân, nó đi nhanh lắm, nhưng mà cái rung động của nó có cái rung động của cái thân, cho nên cái thân mình nó rung động thì mình cảm giác theo cái rung động của nó, thì cái câu tác ý mà cảm giác thân hành tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra, thì mình cảm giác theo cái thân hành là cái rung động của cái thân, thì khi mình hít vô nó có rung động thì khỏi bị cái tưởng của hơi thở nó đi từ trên xuống dưới, các con hiểu cho thầy một chút. Đó là cái khéo léo chút. Còn mình nhắc nó cảm giác toàn thân á thì bị nó không có cái thân hành á, thành ra mình quên cái động của cái thân hành, cho nên mình có cái tưởng nó theo đó. Nó chỉ mình tác ý, nó thay đổi cái câu tác ý một chút xíu thôi,
thì mình thiện xảo rồi, do đó thì mình đi tới nó dễ dàng, phải không các con? Đây là thầy nhắc những cái thiện xảo, chứ đừng có cố chấp rằng Phật dạy mình cái câu cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, rồi mình cứ cố chấp ở trong cái chỗ cảm giác toàn thân đó. Nhưng mà các con nhớ là khi mà qua cái thân hành niệm á, thì cái câu mà cảm giác toàn thân á, thì khi mà tu về cái định niệm hơi thở mà trong thân hành niệm á, thì Đức Phật lại nhắc cảm giác thân hành tôi biết tôi vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi thở ra, chứ không phải ông Phật không nhắc. Bởi vì cái thiện xảo thì ông Phật đã dạy mình thiện xảo, nhưng mình đọc sai cái bài, chỗ này là cảm giác toàn thân mà chỗ này sao cảm giác thân hành, thì rõ ràng là cái thân hành nó dễ cảm nhận hơn hơn là cái cảm giác toàn thân. Con hiểu chỗ cái thiện xảo không? Cho nên thầy thấy ông Phật thiện xảo cũng có dạy mình chứ, nhưng mà tại ông chết rồi ông không nói ra cho mình biết, cho nên mình thấy sao cái bài này lại nói vậy, bài này lại nói vậy, nhưng mà mình so sánh là đây là cách thức thiện xảo. Cũng như cái tâm vậy đó con, an tịnh tâm hành tôi biết thuế vô, cảm giác toàn tâm tôi biết thuế vô, cảm giác toàn tâm tôi biết thuế thở ra, thì lại sao lại có một cái bài trong thân hành niệm ấy, thì Đức Phật nói cảm giác thân hành tôi biết thuế vô, cảm giác thân hành tôi biết, cho nên thầy mới biết thân hành là cái chỗ mà động với tịnh của nó, phải không? Cái động của nó là nó có khởi niệm, mà không động thì nó không khởi niệm gì, cho nên nó thuộc về cảm giác toàn tâm tôi biết thuế vô, tức là cảm giác cái gì, cảm giác cái động cái tịnh. Qua cái đề mục này mà mình thiện thiện xảo mình biết, mà bây giờ mình nhắc cái câu mà cảm giác toàn tâm á, thì mình cảm giác không nổi, mình mới cảm giác tâm hành tôi biết tôi vô, cảm giác tâm hành, cái hành là cái động của nó, cho nên mình biết cái động của nó có niệm hay là không niệm. Con hiểu chỗ này. Cho nên Đức Phật đã trang bị cho mình đủ, nhưng cái thiện xảo ổng cũng có sự thiện xảo thật cho mình, nhưng mà cái người mà không hiểu không tu á, thì mới thấy cái bài kinh này khác, bài này khác. Không phải khác đâu, nó giống nhau, nhưng mà cái này là thiện xảo, nó chỉ một chứ không hai đâu. Đó thì mấy con còn có thể mấy con sửa sao mà nó hợp với mình, để khi mà mình nhắc đến mình nhận được. Đó là cách thực hiện cái đó. Con cũng muốn xin hỏi thầy, đó là về thầy chân thành đó. Bây giờ thầy chân thành ở đâu, thí dụ như thầy không có ở đây thì con có thể hỏi thầy chân thành không? Thầy chân thành có dạy tụi con được không? Bây giờ thì thầy nói chung là thầy bây giờ đó thì thầy chưa có dạy, thầy nói để thầy tu cho xong rồi. Thầy thì giữ độc cư trọn vẹn lắm, thầy không nói chuyện với ai đâu. Thầy mong rằng thầy chỉ cố gắng, thầy chỉ tu, thầy nhập các định, thầy thực hiện được tâm minh xong rồi thì thầy sẽ phụ giúp với thầy. Thì khi mà không có thầy thì có thầy chân thành trợ giúp cũng được, không có sao. Nhưng mà hiện giờ thì có thầy thì thôi, thầy không giúp đâu. Thầy quyết định thầy cố gắng thầy tu. Cho nên bữa từ quan mà đồng hồ nó reo mà từ quan không có thức dậy, nó quên, nó vô ký, nó đến độ mà chuông reo, đồng hồ reo vậy mà nó quên, thì chân thành nó nghĩ rằng để đến kêu từ quan, nhưng nó không được, mình phải độc cư, chứ còn mình kêu thì không được. Nó còn vẫn phóng tâm, nó cũng nghĩ đến người bạn gần bên mình, nó cũng tính được kêu. Nhưng khoảng độ chừng 30 phút một giờ sau đó thì ở bên kia thầy Phước Thắng, thầy qua thì kêu, kêu giùm cho từ quan. Bởi vì qua vậy chứ nó không dễ đâu mấy con, nó cái đó nó bị lọt vào ở trong cái quên, là cái vô ký, không khi mình ngủ mình sai quá nó quên thôi. Tiếng chuông rất lớn mà không nghe chứ không phải nghe đâu. Nhưng mà từ đó mình sẽ cảnh giác, mình nhắc trước khi ngủ, mình nhắc phải đúng giờ và nó tỉnh vậy đó. Thì do đó thì mấy con yên tâm đi, sẽ có nhiều người giúp đỡ trong cái số lượng mà số người mà còn mà lại đây á, thì họ quyết tâm tu đó, họ cũng có những cái kinh nghiệm tu. Nhưng mà hiện giờ là những người đó đang tu cũng như mấy con đang tu vậy, chứ không có gì đâu. Mấy con cứ ráng đi, rồi thầy nghĩ rằng khi nào mà thầy ẩn bóng hoặc là thầy thật sự mà thầy vắng mặt ở đây thì cũng có người mà hướng dẫn mấy con, chỉ mấy con đừng có rời đấy thôi. Còn thầy ẩn bóng thì coi như là một cái đời sống mà du tăng nay ở đây mấy ở khác, người ta không có biết cái di tích của thầy, lưu dấu của thầy ở đâu. Còn bây giờ thì đi mà 4-5 người nó lột đổ bể hết thì tới đâu mà đông người thì mình phải lo, bởi vì nhiều người nó phải lo chứ. Còn mình thầy thì đến chỗ nào thầy ở chỗ nào, khỏi cần giấy tờ gì hết, không có lo. Còn bây giờ đi 3-4 người đi theo thầy vậy thì coi như là bị lộ tung tích hết.